tổng hợp tất cả các cách thu thập su sóc cho cư dân Kaya trong sự kiện đón thu cùng sóc. Su sóc là một loại su mới ra mắt cùng với sự kiện mới Play Together được dùng để trao đổi các vật phẩm tại cửa hàng Doraemon. Tại đây, bạn sẽ đổi được các vật phẩm chủ đề mùa thu mới. Khi đổi đạt mốc, bạn sẽ nhận được những phần quà miễn phí bao gồm một bộ trang phục chủ đề sồi nướng ấm áp và một biểu cảm khuôn mặt cảm lạnh hoàn toàn miễn phí. Có 5 cách chính để có được nhiều su sóc bao gồm. 3 cách đầu tiên đó chính là giúp đỡ 3 NPC mới là Dorami, chú chó Dodo và Gordon Ramsay. Hãy giúp đỡ các NPC này mỗi ngày để nhận được su sóc nhé. Cách thứ tư đó chính là thu thập sồi tủm tỉm và hạt sẻ sần xuất hiện rải rác trên đảo Kaya để nhận được su sóc. Hãy dùng vượt để bắt những hạt sẻ và hạt sồi này để nhận ngẫu nhiên số lượng su sóc nhé. Bạn có biết số lượng su sóc nhận nhiều nhất khi bắt 2 loại hạt này là bao nhiêu không? Đây chính là cách thu thập nhiều su sóc mỗi ngày mà bạn không bị giới hạn đó nha. Cách thứ năm đó chính là mua su sóc tại cửa hàng chỉ bằng 1 ly trà sữa để có 1.000 su sóc. Hãy thật chăm chỉ để thu thập nhiều su sóc và đổi lấy các vật phẩm cũng như trang phục sồi nướng miễn phí nhé. Chúc các bạn chơi vui!